Hằng ngày, vua có 3 bữa ăn chính, gồm ăn sáng vào lúc 6 giờ 30, ăn trưa vào lúc 11 giờ, ăn tối vào lúc 17 giờ, cùng nhiều bữa ăn phụ khác. Ẩm thực trong hoàng cung là vấn đề hệ trọng. Triều Nguyễn tổ chức hai sở chuyên lo việc này, đó là sở Lý Thiện, đông nhất đến 350 người, và Thường Thiện được đặt ra từ thời vua Minh Mạng. Có ít nhất 50 người chuyên lo việc đi chợ, nấu ăn cho vua và các bào hàng trong tâm cung lục viện. Mỗi bữa ăn của vua có 35 món thực phẩm, với đủ các loại món ngon vật lạ. Cơm được nấu trong loại nồi đất đặc biệt, được nghệ nhân vùng Phong Điền làm riêng cho hoàng cung. Mỗi nồi nấu cơm chỉ được dùng đúng một lần duy nhất rồi đập bỏ. Nước dùng nấu cơm hoặc pha trà cho vua phải lấy từ giếng Hàm Long dưới chân chùa Báo Quốc hoặc thượng nguồn sông Hương. Việc nấu các món ngự thiện phải sạch sẽ, chỉ cần phát hiện trong thức ăn có một sợi tóc hay bất kỳ thứ gì khác, sở thượng thiện sẽ bị phạt rất nặng. Mỗi món ăn được để trong một cái vịn bục lạc, bên ngoài có dán nhãn. Vua muốn ăn món nào thì chỉ cho thị vệ mở ra. Nếu thức ăn bị lạnh thì hâm nóng lại. Ngoài ra, các bào hoàng trong cung vì muốn được vua sủng ái nên cũng đua nhau làm những món ngon vật lạ để dâng lên vua trong các bữa ăn. Vua người ăn một mình được gọi là ngài ngự thiện. Trong bữa ăn, vua sẽ uống rượu do các ngự y ngâm thuốc bắc. Đây là những loại rượu có tác dụng bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực. Thức ăn tráng miệng của vua gồm các loại chè, mứt, trái cây do các địa phương tiến dâng. Mỗi bữa ăn của vua có tới 35 món khác nhau, không thể ăn hết. Vua sẽ ban cho một số món cho các bào hoàng trong cung và cho các đại thần để bày tỏ lòng quý mến. Những người được vua ban thiện khi quân lính mang thức ăn tới sẽ hướng về nơi vua ở, vì vái 5 lần để thể hiện sự biết ơn. Sau đây là những món ăn từng chỉ dành cho vua chúa. 1. Chim sâm cầm. Sâm cầm là một loại chim di cư từ phương Bắc, sống thành đàn ở những nơi có ao hồ. Loại chim này thường có hình dáng khá giống vịt trời. Đầu cổ phủ lông đen, mắt đỏ, mỏ vàng, chân có màng nên có thể bơi lội được. Theo sử sách ghi lại, loài chim này thường xuyên bay lên núi tìm ăn sâm quý nên được gọi là sâm cầm. Thịt sâm cầm được cho là thập toàn đại bổ và là loại thực phẩm quý hiếm chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa. 2. Xá sùng. Xá sùng là loài vật thân mềm sống tại những bãi cát ven biển trên đảo Quang Lạng và Minh Châu, Quảng Ninh. Xá sùng có độ dài khoảng 5-10 cm, có con dài 15-40 cm, nặng từ 1-3 kg. Xá sùng có công dụng rất đặc biệt là tăng cường sinh lực, bên cạnh đó xá sùng còn có chức năng chữa bệnh, được dùng để chế biến thuốc và nấu nước dùng rất ngon ngọt. Vì khó bắt và rất quý hiếm, nên chỉ có các vua chúa và những quan lại giàu có mới có điều kiện để sử dụng xá sùng. 3. Gà đông tảo. Gà trống đông tảo trưởng thành có thể nặng đến 4,5 kg, gà mái nặng đến 3,5 kg, thịt gà rất thơm ngon, khối lượng thịt ức nhiều, bắp đùi gà bó cơ cuồn cuộn. Không có gân, không dai, vì có mùi vị đặc biệt, nên gà đông tảo là một trong những món ăn thường tiến vua và cúng tế hoặc hội hòe. 4. Hải sâm. Hải sâm là một loại thực phẩm nổi tiếng được xem là cao lương mỹ vị của ẩm thực cổ truyền phương Đông và được mệnh danh là nhân sâm của biển cả. Hải sâm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quý tốt cho sức khỏe với nhiều công dụng đặc biệt như bổ thận, dưỡng huyết, kháng ung. Chính vì vậy, đây là một trong những món ăn đặc biệt thường dùng để chế biến để dâng vua. 5. Cá anh vũ. Cá anh vũ có kích thước trung bình khoảng từ 3-67 cm. Cá anh vũ là sản vật quý hiếm dùng để tiến vua thời xưa. Thịt cá ngọt đậm đà, có vị thơm khác hẳn với các loài cá khác. Đặc biệt, chiếc môi chính là bộ phận ngon và đắt giá nhất của loài cá anh vũ. Hiện tại loài cá này không còn nhiều trong tự nhiên. 6. Nem cong. Nem cong được làm từ thịt đùi cong giả mịn rồi gói vào lá chuối, kèm theo các loại gia vị như hạt tiêu, tỏi, giềng. Thịt cong có tác dụng giải độc, vì vậy các bậc đế vương hay ưa dùng. 7. Gà chín cựa. Gà chín cựa không chỉ có ở trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh mà là giống gà có thật hiện đang nuôi nhiều ở Lạng Sơn, Phú Thọ. Đặc điểm của giống gà này là chân to, chắc và mọc nhiều cựa ở mỗi bên, đôi mắt sáng và rất hiếu chiến. Giống gà này có kích thước nhỏ và chỉ nặng khoảng 1,5 kg, nhưng thịt lại vô cùng thơm ngon, thường được các vua chúa thưởng thức.